5 khu phố mua sắm nổi tiếng ở Seoul. Chợ Đông Daemun là một khu thương mại lớn bao gồm chợ truyền thống và trung tâm mua sắm ở Jongno, Gu, Seoul. Đây còn là một địa điểm mua sắm và du lịch nổi tiếng, được thiết kế như khu du lịch thời trang đặc biệt Đông Daemun từ năm 2002. Khu vực mua sắm tổ hợp Đông Daemun chủ yếu bán vải và các vật liệu phục vụ may mặc, còn khu thời trang Tiên Hoa lại cung cấp hàng hóa đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Địa chỉ: 06, Iuk Ga, Jung, Gu, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh, Visit Korea Myong, Song, một phường trong quận Jung, Gu, Seoul, là nơi diễn ra hoạt động thương mại sầm uất, được ví như thiên đường mua sắm lớn nhất ở xứ sở Kim Chi. Myong, Song được chia làm hai khu vực mua sắm, khu chính tập hợp các tên tuổi, nhãn hiệu nổi tiếng như H và M, Zara, Mango, CHANEL khu phụ tập trung những thương hiệu nhỏ, lẻ và vô vàn cửa hàng bình dân nằm ở những hẻm nhỏ, ảnh, Splazier. Gotoman, khu vực mua sắm bao gồm 600 gian hàng thời trang, quần áo mới nhất Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nơi đây còn cung cấp các mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, hoa, vật dụng trang trí. Điểm đặc biệt của Gotoman là mức giá rẻ hơn so với mặt bằng chung của các khu vực mua sắm khác ở Hàn Quốc, nên thu hút được rất đông khách hàng tới mua sắm. Ảnh, Naver. Lotte Duty Free là chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn nhất Hàn Quốc. Có đến hơn 500 thương hiệu nổi tiếng ở Hàn Quốc được bày bán tại các chuỗi cửa hàng này, với 4 chi nhánh bao gồm Seoul 2 chi nhánh. Busan một chi nhánh và một chi nhánh ở Jeju, chuỗi cửa hàng Lotte Duty Free có thể phục vụ đa dạng nhu cầu tiêu dùng mà không lo về giá. Ảnh. Punser. Cửa hàng Silla Duty Free là một trong những địa điểm mua sắm được miễn thuế ở Hàn Quốc, với đa dạng các mặt hàng từ nước hoa, mỹ phẩm, quần áo đến đồ trang sức, vật dụng nhà cửa SHILLADUTIFREE -E đã thu hút được rất đông khách hàng, đặc biệt là khách du lịch khi sử dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ảnh. Laxsi Society Asia. Công ty du lịch Tugo được thành lập từ năm 2015, chuyên tổ chức tour hướng đến các thị trường cao cấp như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Mỹ, châu Âu với các tiêu chí chuẩn quốc tế như bay hãng hàng không quốc gia chất lượng cao như Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Air China, Brunei Airways, Qatar Airways, khách sạn theo chuẩn quốc tế Marriott, ACCORG, đội ngũ hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm, bữa ăn đa dạng và phong phú đặc biệt là du khách không cần phải tốn bất kỳ khoản phí nào trong suốt hành trình theo du lịch tugo